nhiêu, con có đồng ý lấy Cường về làm chồng không? Út đồng ý. Đồng ý. Đó. Dù cho sướng vui hay đau khổ, giàu nghe. Đúng rồi. Dù cho sướng vui hay đau khổ, giàu nghe. Ôi. Đó. Không ai làm hết nha. Không ai làm nhưng mà trước ông kính nè. Gió mà. Sướng vui hay đau khổ, giàu sang hay nghèo khó, con cũng chấp nhận, đồng ý lấy thằng Cường làm chồng không? Ở bên nhau suốt đời. Ở bên nhau suốt đời. Bà này hỏi rồi. Dạ. Ở bên nhau suốt đời. Giàu sang hay nghèo khổ, con có đồng ý ở bên nhau suốt đời không? Dạ con đồng ý. Chị dép đỏ. Đấy, đỏ nè, hàng đỏ rồi. Từng thua thay lá, hát luôn hát lá rơi, rơi đắp một cuộc tình. Ngưng, ngưng, tất cả cùng ngưng đi. Tất cả chung á, nó mới vui. Hát chung luôn á. Hát nè, nhưng mà cái hồi ngưỡng mộ là hát cái gì vậy các em xuống. Hát miếng này ngưng đi, ngưng, đừng á. Sao mày hát bài đắp một tên? Nhưng mà con sửa lại là đừng có lá lá lên. Đó rồi. Con tính sửa rồi các bạn. Mày sửa luôn để coi câu là sửa. Con thích con sửa rồi mà. Mấy má nhảy vô phá hoại luôn cái bài hát của con. Từng từng thu thay lá lá rơi. Giấc mộng cùng tên. Lá rơi. Rơi xuống lề đường có bà đi ngang quét rác. Lá rơi giấc mộng cùng tên. Đâu rồi? Hoài luôn á. Tình thu tay lá lá rơi. Ôm cơn mộng đó. Những chiều lắng. Ờ, Trần Nam hát đúng đó. Lắng tiếng mưa rơi em đang đổ. Ờ, không phải, cái gì? Ôm. Ôm, đôi. Để vô cái đất mộng tình á. Ừ. Ôm giấc mộng ở làng. Ôm giấc mộng lỡ là những chiều lăng tiếng mưa rơi. Đêm say chờ trăng tàn. Rồi, nhớ nhìn nha. Ok. Ôm giấc mộng lỡ là những chiều lăng tiếng mưa rơi. Thử nè, bốn người thử. Ôm giấc mộng lỡ là những chiều lăng tiếng mưa rơi. Đêm say đồ trắng tàn. Từng tu tay lá. Con khóc là tại vì thấy nó là tội luôn đó mà tự nhiên ông hát rồi chứ thiệt đó. Con cười đơ quá. Con huyện một. Đứng lên luôn. Không không. Vậy nè anh, hát giấc mộng lỡ làng xong kêu thoại đi. Giấc mộng lỡ làng. Đúng vậy bà. Ôm giấc mộng lỡ làng, con mới nói. Nói tao mày tao bực mày quá. Quỳ quá mày. Sao mày ngu vậy? Ăn mày ngu vậy? Mày tao phải mát. 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 Lửa đắp một. Mày tao phải mát một cục tình. Mày tao phải mát một cục tình. Xin đi mày tao. Mày bực mày quá. Mày tao không hát em. Mày tao phải mát. Mày không hát. Ngu mẹ. Mày chết mày rồi. Máu đàn ông nó nổi vậy rồi. Con nghe con chơi. Mày nói con nghe coi. Cháu hát. Mày la cái gì mày hát cái bài đó. Chắc được ca đó. Từ nãy giờ tứ ca luôn á. Hết ca hả? Tứ ca. Mày biết tao sai rồi hát hùa thêm chi nữa. Nói được không? Mất tay quá. Để thế đi. Ok. Con biết đâu. Ao ở đâu? Con biết sao mấy người tự lo cho con đi. Đi đi chị. Okay. Đi đi chị. Chị đi đi chị. Đi mấy đi. Người cũng có hát đi, đi. Nữa. Dạ. Mấy người cũng có hát. Nãy là mấy người cũng hát nữa. Mấy người lo cho con đi. Mấy người lo cho con đi. Bữa sau làm quạch tráng hết đi. Bữa sau làm quạch tráng đi. Rồi đi ra. À, từ giờ chơi. Từ đó đi. Mà đi. Đúng nha. Ừ. Nó giặt mày đó.
cổ quần em. Ôi, anh đừng có té, anh kéo vào quần lên coi. À, làm gì cho xem cái này mình làm như hát quả cho quần đây nè. Bây giờ kéo lên chút nữa đi. Ok. Cái đây nó nổ nè. Anh nào nó nhìn cười. Củi đó anh Nam, củi đó anh Nam. Rồi. Củi đó anh Nam ơi. Ok 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 ok. Cầm cái chiếc nhẫn. Siết cổ từ chỗ thôi. Lắc quá nó mới hình được mà. Rồi ra chốt, giết. Siết cổ phải không? Giết. Từ từ. Nói tao mày là nông à. Lúc đó xích cổ tôi buông ra. Đừng có ra. Thầy nó ra. Xích cổ cho đứng lên được. Thì thôi chẳng đứng lên tao đâu rồi. Đi cổ. Hát bài. Kéo qua đây nè. Kéo qua đây nè. Bà Diệu. Kiếm máy. Dạ. Kéo qua chỗ Diệu. Kéo qua chỗ em tính nha. Dạ. Rồi trên xuống em. Trên xuống mấy tư. Để tư bước lên con mấy. Rồi trên xuống mấy tư. Mày có thấy mày gì không? Mày có khùng không? Mày tỏ tình mày mới đắp một cuộc tình. Mày có đắp một mày luôn không? Chết mày rồi. Máu đàn ông nó trỗi vậy rồi đó. Nói cho mày là nó mà. Mày nghe mày. Từ đâu phải một mình con hát. Hồi nãy hợp ca luôn mà sao đổ thừa con được. Mày má mày gì hay quá. Con biết đâu. Làm sao làm đi. Bữa sau mày tổ chức cái này hoành tráng nữa. Con mà không có Diệu nha. Là chú Tư thay vô đó. Không, anh chú nè, chú đấy nè. Là gì á, không có gì. Con mà không có gì quá. Mày á, mày có khùng không? Mày khùng khùng vừa vừa thôi. Mày chưa cho tao không? Máy qua chị ơi, máy qua. Chị. Chị chăm máy qua. Bộ này luôn đúng không? Ok, tí ơi. Ui, chúng tôi gió này thôi.